hai chiếc chào bông, xin chào mọi người nha. Thì đây chính là một cây giả siêu nụ nè. Cái lô này em dành cho anh chị cho Tết năm 2025 luôn á anh chị yêu. Đây nè, giả siêu nụ hay còn gọi là siêu nụ bánh rang, cực kỳ nhiều nụ cho cả nhà luôn. Đây, đó, nụ nhiều như thế này nè. Ôi, mỗi mắt lá đều có nút nụ hết trơn luôn ha. Mà một cái nụ nó ra tới một chùm bông cho cả nhà luôn nữa. Ôi, ta đâu mà thấy không mọi người. Đó, rất là nhiều nụ luôn nha. Đây nè, và cây này nè mọi người, em trồng được 3 mùa hơn rồi, là 3 năm hơn luôn á mọi người. Đó, cho nên là hàng già mua liên cốt luôn rồi nha. Đó, đế thì em đã xử lý đế cho cả nhà luôn rồi nè. Đó, giống như cây này là đế trái bí nè mọi người. Đẹp lắm luôn nha. Mà giờ á, chiều cao của cây là cao tầm khoảng 40 cho tới 50 xăng. Đó, vậy anh chị có thể dựa đá bàn cho Tết cũng ok nè. Hoặc là anh chị đem chân đứt của nhà cũng được luôn nha. Đó, cành nhánh xum xuê luôn, nút nụ thì nhiều. Mà giao lưu có một, giao lưu một cây chỉ có là 250 thôi, em bao ship luôn nha. Đó, rồi anh chị mua một cặp đi, em tri ân khách hàng luôn. Đó, một cặp giá chỉ có 400, em bao ship luôn nha cả nhà. Giáo siêu nụ nha. Đó, còn ngần ngại gì không chốt để đem về nhà mình có một cây mai để cho Tết luôn đúng không anh chị? Đó, alo cho Dương Mai có chiếc chà bông ngay và liền giúp em luôn nha cả nhà.